Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sự lột xác hoàn hảo của ông tổ quay 110. Cái chiếc xe số Honda quay 110 đã được một dân chơi xe độ lâu năm dọn lại, với các trang bị đồ chơi hàng hiệu là cực chất, đã làm cho em nó trở nên thật là cá tính và tinh tế đến từng chi tiết. Bên cạnh cái bộ cánh cái màu blue đầy nổi bật và quyến rũ, kiểm soát hành trình phanh xe bằng cái tay thắng Rainbow Asset đi kèm bình dầu em rời bên ngoài. Kích thước các mẫu tay này cũng khá lớn nên các chủ xe thường phải cắt mũ lại cũng khá nhiều. Bên cạnh đó còn có thêm cụm tăng tốc đùm đồ 2 giây cho hành trình ga được cút ngắn, tăng tốc nhanh hơn. Trang bị cụm công tắc đùm đồ thay thế cho cái cụm nguyên bản có nhiều nút hơn, giúp chủ xe tha hồ chế cháo mà không phải chế thêm một công tắc phụ nào đó. Nằm bên dưới yếm xe là cây trợ lực YCS kẹp sườn, giúp cho em nó ổn định hơn khi chạy độ cao. Cái dòng trợ lực này phục thương hiệu cũng khá hiếm hoi người chơi ở Việt Nam, nên đây cũng lần đầu tiên chúng mình được nhìn ngắm cây trợ lực đến từ hiệu này. Trang bị dập S được bấm các nhắc dầu đồ chơi cố định vào heo dầu Fando 2 bit xứng. Kích thước cái dòng heo này cũng rất giống với những cái mẫu Rainbow 2 bit xứng mà ta thường thấy. Cái đĩa LX ở trước lồng lõm được rất nhiều tay chơi quay thêm hiện nay sang tìm. Cái Turbo Titanium thay thế cho cổ sắt hay là inox mà ta thường thấy, nhờ vào chất liệu Titanium làm cái cổ hiện nay là 7 màu sắc vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó còn chịu được nhiệt độ rất cao và rất nhanh giảm nhiệt. Quan trọng nhất sẽ không gặp cái tình trạng hoang rỉ hay là vàng cổ. Khác với những bản độ khác mà chủ xe thường lên phanh đĩa sau cho em nó thêm cái phần mới lạ hơn, nhưng ở bản độ này thì chủ xe chỉ trang bị cái độ thắng và cái độ giữ cái má đùm Titanium. Trang trí thôi là đã gần bằng tiền đồ để gia công lên cái phanh đĩa rồi. Cái bộ phận giảm xuất sau dùng cái phục Colin, một thương hiệu đồ chơi vô cùng nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu như bất kỳ ai chơi xe cũng đều biết đến cái thương hiệu nổi tiếng này. Vẫn dùng cái vành nan hoa như xe nguyên bản, nhưng cái cặp miệng nhôm XL được chủ xe trang bị cho cái chiếc quay này cũng khiến em nó trông lại nhẹ nhàng, ấn tượng hơn. Cái dòng niên này có giá bán cũng hơi cao, nhưng đổi lại người dùng sẽ nhận được một cái dàn chân rất đẹp và độ cứng vẫn được đảm bảo. Ngoài góc ảnh đẹp của cái bé trai quay 110, BMW S1000 LR bản độ đầy xúc cảm với một góc ảnh nghệ thuật. Cái chiếc BMW S1000 LR là cái sự hấp dẫn khó tả đến về hình thể cũng như cái sức mạnh chạm ngưỡng là 200 mã lực. Đã có rất nhiều bản độ được sinh ra từ nguyên bản của mẫu xe này. Điển hình là một cái bản độ cực kỳ chất tại Đức Thái. Xe được tăng cường với một cái tông màu vàng khác biệt và bộ mông Osset Racing, là phiên bản đặc biệt Limited Edition chỉ có 150 cặp trên toàn thế giới. Ngoài màu áo đặc trưng được sửa đổi cái màu vàng đen kết hợp với các chi tiết ốp cạc bằng bờ, thì cái bản độ này còn được nâng cấp rất nhiều đổi như phanh Nissin tiêu chuẩn tháo bỏ, thay thế đó là cụm phanh Distip được gia công sắc sảo tương tự như Rainbow Blitz. Bên trái tay lái cũng được thay đổi cái cụm con dây Distip với hai cái núm tăng chỉnh được cái lực bóp con và cái độ ga gần của dây con cũng khá thuận tiện. Bên dưới cái bộ chản ba tay lái hệ thống chi dầu S được bố trí cũng rất là gọn gàng theo một cách Motoshibi cũng rất phổ biến. Cái điểm mấu chốt bản độ này là thay đổi bộ mâm Osset Racing SBK, phiên bản đặc biệt Limited Edition chỉ có 150 cặp trên toàn thế giới. Cái cặp đĩa Rainbow lồng vàng, hệ thống phanh Rainbow tiêu chuẩn được giữ nguyên và sơn đen với logo đỏ tạo điểm nhấn. Thay đổi cuối cùng là bộ ống xả SC Rosette Titanium Full System, đem thứ âm thanh quy lực bóp con để giảm thiểu cái trọng lượng cho toàn thân xe. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.